Mark Zuckerberg, nhà đồng sáng lập, chủ tịch giám đốc điều hành mạng xã hội lớn nhất thế giới Facebook, có được thứ quyền lực tại công ty giống như là một ông vua. Các cổ đông và thị trường thì không có động cơ chống lại Facebook. Và nhiều người trong số 3 tỷ người đang sử dụng các dịch vụ của Facebook cũng khó từ bỏ thói quen sử dụng các ứng dụng này. Những yếu tố này nằm trong số những nguyên nhân khiến dù các bê bối được đặt tên là hồ sơ Facebook đang làm mưa làm gió trên các diễn đàn, vẫn khó có thể làm gì được Facebook. Trong những bình luận về hàng nghìn trang tài liệu rò rỉ từ nội bộ Facebook, một thông điệp luôn lặp đi lặp lại là phải làm gì đó, nghĩa là phải thay đổi tình trạng những nội dung thù hận, khuyến khích hành động lệch lạc ở thiếu niên, xúi dục bạo lực đang tràn lan trên các nền tảng của Facebook. Thế nhưng, chuyện này nói dễ hơn làm. Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg được mô tả là một ông vua, chứ không phải là giám đốc. Bởi số cổ phiếu mà tỷ phú này nắm giữ, dù chưa chiếm một nửa tổng số, nhưng lại mang sức nặng khi bỏ phiếu lớn hơn rất nhiều các cổ phiếu thông thường. Ông Mark Zuckerberg là cổ đông nắm quyền kiểm soát công ty, đến mức bà Frances Haugen, người đã công bố các trang tài liệu nội bộ của Facebook, đã gọi vị trí của ông Mark Zuckerberg là quyền kiểm soát đơn phương 3 tỷ người dùng Facebook, Instagram và WhatsApp. Mà thực sự thì các cổ đông của Facebook cũng không có động cơ muốn công ty thay đổi. Facebook dù có bị lộ hết bê bối này đến bê bối khác thì vẫn cứ biến các cổ đông của mình thành những người giàu có. Sau khi 17 cơ quan báo chí Mỹ công bố hồ sơ Facebook cuối tuần trước, các nhà đầu tư vẫn chỉ quan tâm đến số tiền mà Facebook mang lại. Giá cổ phiếu của công ty này vẫn được thống nhất là sẽ đạt khoảng 417 đô la Mỹ, cao hơn gần 30% so với giá hiện tại. Đa số thu nhập từ quảng cáo của Facebook đến từ các doanh nghiệp nhỏ. Các doanh nghiệp này thì lại khó tìm được nền tảng quảng cáo nào hiệu quả hơn, nên lại càng đẩy thu nhập từ quảng cáo của Facebook tăng liên tục, kéo theo đó là giá cổ phiếu. Trong quý 3, thu nhập quảng cáo của Facebook là hơn 28 tỷ đô la, tăng 33% so với một năm trước. Và điều cốt yếu nhất cuối cùng vẫn là liệu 3 tỷ người đang dùng Instagram, WhatsApp và Facebook có từ bỏ được việc liên lạc qua các nền tảng này hay ngừng việc lướt trên chúng vì các sai sót, bê bối mà các ứng dụng này mắc phải hết lần này đến lần khác. Một số nhà lập pháp sẽ tức giận, nhưng rồi vài tuần sau đó, họ sẽ chuyển sang một vấn đề khác. Trong khi đó, chúng ta vẫn tiếp tục in tiền ở tầng hầm và chúng ta ổn. Vậy nên sự thay đổi thực sự cuối cùng chỉ có thể là do chính Facebook tạo nên, mà thay đổi đó cũng chỉ có thể có khi người dùng phản ứng.